Ôi, chuyện gì vậy Nikki? Con đang bị đau răng. Nó không tốt cho sức khỏe của con. Đừng lo lắng Nikki. Mời vào. Có một chỗ ngồi, xin vui lòng. Đôi chân, ok. Răng con đau quá. Đừng lo lắng, mẹ biết. Nếu con ăn nhiều đồ ngọt, mảng bám xuất hiện trên răng của con. Đừng lo lắng, hãy sử dụng bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Mảng bám và sâu răng làm cho răng yếu hơn. Để giữ cho răng khỏe mạnh, chúng ta phải chải 2 phút mỗi sáng và 2 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Tạm biệt. Tạm biệt. Con ổn rồi. Xin chúc mừng. Nikki. Chuyện gì vậy? Con đang bị đau răng. Đừng ăn quá nhiều đường, nó không tốt cho sức khỏe của con. Mời vào. Mời vào. Lại là con hả? Răng con đau quá. Đừng lo lắng, mẹ biết. Nếu con ăn nhiều đồ ngọt, mảng bám sẽ xuất hiện trên răng của con. Đây là một cái hốc, nó xuất hiện từ đồ ngọt. Con cần phải loại bỏ và trám nó lại. Làm tốt lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin chào một lần nữa. Răng của con khỏe mạnh. Cái gì? À, này Nikki. Nikki, nó không tốt cho sức khỏe của con. Nikki, à, đi thôi. Chào mừng một lần nữa. Răng con đau quá. Mẹ biết phải làm gì. Sâu răng, nó xuất hiện từ đồ ngọt. Loại bỏ răng có thể ngăn ngừa các vấn đề và đảm bảo rằng có đủ không gian cho phần còn lại của răng. Mọi thứ đều tốt. Con thật sự đã làm tốt công việc, đập tay. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Mẹ. Chúng ta có một kế hoạch lớn cho ngày hôm nay. Đánh răng, lái một chiếc xe hơi, chơi với cát, ăn một ít trái cây. Chúc vui. Ok. Ok. Xong rồi. Chúng ta hãy làm kem nha. Được chứ? Không hoạt động. Có màu trắng, nó dành cho con. Đúng rồi. Đặt vào trong. Và thêm topping sô-cô-la. 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 Không không không. Kem đã sẵn sàng. Con có thích màu hồng không? Dạ. Có ngay. 1, 2, 3, 4, 5. Đập tay. Làm tốt lắm.
qua đây. Wow, tuyệt. 1, 2, 3. Chúng ta cần thêm. Cố lên, và giỏi. 1, 2, 3, 4. Làm tốt lắm. Xong rồi. Đường này, và làm ơn công viên ở đây. Không gian đậu xe của con là ở đây. Chơi với ô tô. Xong. Chúng ta cần thức ăn. Dạ. Được rồi, đi thôi. Hãy làm một ly sinh tố. Dạ. Làm thôi. Được rồi, thêm quả chuối. Ok. Mẹ thích nó. Đập tay với mẹ nào. Oh yeah, là một ly sinh tố. Xong. Hãy làm một bữa tiệc bong bóng. Yeah! Được rồi. Wow! Oh! Wow! Trái khóm đẹp lắm. Wow! Tiệc bong bóng. Làm tốt lắm. Một con sư tử. Một con hà mã. Một con hà mã. Hà mã. Oh yeah. Con có thích hà mã không? Dạ thích. Oh, mẹ cũng vậy. Wow. Oh. Và một con voi. Rất đẹp. Lạc đà. Oh yeah. Đọc sách ư? Dạ. Được rồi. Làm rất tốt. Yeah, chúng ta đã làm xong rồi. Ồ, đó là gì? Đó là một con bướm. Tạm biệt.